Ơi, alo alo, sao không thấy cái gì hết vậy nè? Mọi người lên chưa? Ngô Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn cô chú anh chị. Ở quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn nha. Hôm nay là một cái video clip mà những ai mê cá đẹp là sẽ rất thích cái video này. Đẹp ở đây là có nhiều nghĩa lắm nha. Ví dụ như là người đẹp nè, và kênh mình thì chủ yếu là quay về xe không à, nên là xe phải đẹp nữa đúng không, rồi cái phần chất lượng nữa đó, thì nó đẹp không thì không hẳn, nó phải chất lượng nữa, cũng như là về những cái mà ưu đãi hay là hậu mãi hay là cách thức đó, thì có thể là các bạn mua sẽ là không cần trả trước. Và đặc biệt hơn một điều, hôm nay là đây là lần đầu tiên lên clip của một cái cô chủ rất là xinh đẹp luôn đó, lần đầu tiên lên clip luôn, rất là xinh đẹp luôn. Bà hứa, bà nói là lần đầu tiên em lên clip phải báo một cái giá thật là tốt, thật là ok nhất để cho fan Ngô Nguyễn mua một chiếc xe ưng ý nhất với một cái giá tốt nhất. Thì nếu mà các bạn nào mà đã từng xem kênh Ngô Nguyễn rồi mà chưa đăng ký thì có thể là cho Ngô Nguyễn xin một cái nút đăng ký, cũng như là bấm đăng ký xong bấm cái chuông và bấm phần tất cả nha. Thì mai mốt là Ngô Nguyễn sẽ Ngô Nguyễn sẽ đăng cái clip nào nó sẽ được thông báo hết cho tất cả mọi người nha. Trời ơi, giờ mình đang quay phim, cửa hàng xe gọi mình. Ok, em chào anh, chào bạn Ngọc Quyền nè, chào Nguyễn Tấn Phương Hùng nè, chào anh Nhậm Nguyễn nè, chào anh Lê Văn Phúc nè. Chào anh dễ thương. Ok, chào chị Bảo Idol. Chào anh Ngáo Nguyễn, mình không có ngáo nha, Ngố Nguyễn nhưng không có ngáo nha. Ok, anh chào Trọng Đoàn nha. Còn bây giờ cho mọi người biết một điều, đây là lần đầu tiên mà lên hình luôn, lần đầu tiên cái cửa hàng này lên hình luôn, nên là sẽ quay cái bảng hiệu thật là kỹ nha camera. Em quay kỹ cái bảng hiệu cho anh nha, đó là cửa hàng xe máy Hải Linh đó. Các bạn thấy không, cái bảng hiệu là nhìn vào là đập vào mắt mình là rất là nổi luôn á đó. Đó, Hải Linh màu đỏ, cái nền là màu xanh, rào bán trả góp là nó chiếm hết khoảng 1/3, 1/4 cái bảng hiệu luôn rồi đó. Honda nè, Yamaha, Suzuki, SOM nè, hầu như là mình thấy nó là hãng xe Nhật không à, chỉ có Piaggio là hãng xe của Ý à. Vậy là tính ra ở đây không có xe Trung Quốc nha. Địa chỉ là 1/5 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chưởng, Thuận An, Bình Dương nha các bạn. Còn giờ tôi không biết anh em sao chứ giờ tôi đi vô tôi gặp bà chủ xinh đẹp liền bây giờ để hỏi bà cây giá xe rồi cho anh em sao nha. Ủa sao anh em giờ này mình anh em chưa thấy anh em nào vào xem đông hết vậy ta, là vào xem đông để mình còn ép giá cô chủ cũng như là quay thật là nhiệt tình cho anh em chứ. Ok thôi giờ mình vô trong đi ha, bất chấp rồi. Chị chủ ơi. Dạ. Chào chị. Chào em. Dạ, đây mình cài mic lên có áo luôn đi cho nó rảnh tay ha. Dạ. Rồi. Rồi. Này là phải lần đầu tiên chị lên clip kênh Ngô Nguyễn không? Đây là lần đầu tiên mình lên Ngô Nguyễn nha các bạn. Rồi dạ. Cho mình xin giới thiệu chút xíu nha. Dạ. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn nha, đến với kênh Ngô Nguyễn nha. Mình là cửa hàng xe máy Hải Linh, địa chỉ nhà mình là 1/5 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nhá. Nhà mình có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nhá, điều kiện chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu nhá. Trên 20 tuổi và không nợ xấu nhá. Rồi nhà mình có 3 hình thức trả góp nhá, một cái là ngân hàng SE, hai là ngân hàng GAC và ba là qua thẻ tín dụng nha mọi người. Còn bạn nào mà đã từng nợ xấu rồi thì mình cũng có hỗ trợ tại cửa hàng vài triệu cho các bạn thiếu lại nhá. Rồi chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Trời ơi, mới sáng sớm mà nghe chị chủ chúc một cái lời chúc gì mà nghe nó mát ruột quá trời anh em ơi. Này mà nghĩ mà mấy anh nào mà ra đây mua xe mà không mua được cũng phải mua được à. Giờ là lần đầu tiên quay thì nên chắc là em nhờ chị ha. Cho anh xin phép hỏi tên chị cái đi, cho em cũng như các bạn đây nắm rõ tên chị để mà khi mà có alo về cửa hàng hay là lại đây để mà tiện xưng hô ha. Rồi mình xin giới thiệu nhá, mình là tên Hải. Dạ. Facebook của mình là Ngọc Hải nhá. Dạ rồi. Rồi bạn nào mà cần liên hệ thì số điện thoại của mình là 0966385008. Rồi mình xin nhắc lại nè. Số điện thoại của mình cũng là số Zalo của mình luôn. 0966385008. Mình có một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ xinh xinh là xe máy Hải Linh Bình Dương nha mọi người.
Rồi rồi chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Dạ, giờ lần đầu tiên quay nhờ chị dẫn em với các bạn mình xem tham quan hết cửa hàng xe mình cái nha. Rồi mời các bạn coi một dòng cửa hàng xe nhà mình báo giá toàn bộ dòng xe bên cửa hàng nhé. Rồi bạn nào có nhu cầu gì thì cứ liên hệ mình nhé. Dạ, ở đây thì mình thấy là có những cái dòng xe giới trẻ mình đang rất là ưng, rất là chuộng, đó là dòng Raider Satia nè. Đó, Raider Satia bà cáo. Sonic bên đây cũng có, rồi, cũng như có là dòng Sadia, Sonic nha. Winner đời đầu các bạn, Winner V1 ha. Rồi SH để dành cho những chị em phụ nữ nè. Rồi mình đang thấy cái thời gian gần đây thì anh em đang chuộng về cái dòng Winner X nữa nè. Đó, một giá xe rẻ mà chất lượng rất là tốt. Bên trong là có Winner X HRC cũng như là Winner V1 và add đèn led bao khoang luôn các bạn. Đó, bên trong rất là nhiều ha. Rồi, giờ mình bắt đầu quay từ ngoài vô qua giống rồi ha. Ok chị, rồi đây mình bắt đầu từ ra ngoài mình quay chơi các bạn coi ha. Dạ, có mấy bạn nói là giờ chủ yếu vô kênh xem bà chủ chứ không có xe đâu anh Ngố ơi. Dạ rồi, chào mọi người nhá. Đây mình báo giá chi tiết từng con xe nhá. Bạn nào cần mua này, bán này, trao đổi xe cứ liên hệ với mình nhá. Rồi đây mình báo giá đầu tiên là các bạn coi, bạn nào mà thích Winner X nè. Dạ, con này là Winner X Future X. À, Future X. Dạ. À, xin lỗi mọi người. Lần đầu tiên mình clip rung quá. À, dạ. Cái này là Future X đời 2011 nhá. Dạ. Số 61 nè. Dạ. Cái này là bánh băm thắng đĩa bi nhá mọi người. Dạ. Con này mình bán ra là 31.500 nha mọi người. 31.500 đúng không chị? 31.500. Máy móc bao trên cho mọi người nhé. Giờ các bạn trên kênh em lại chỉ còn bớt không, chị bán giá này cứng luôn. À, nói chung là nếu mà bạn nào có thiện chí đến cửa hàng á, thì mình có thể fit nhẹ chút xí nữa mình tặng. Nếu bạn nào có thiện chí đến cửa hàng á, thì mình tặng thêm một bình nhớt nè, mình tặng bảo hiểm xe máy. Hai cái rồi. Rồi bạn nào mà cần rút hồ sơ thì mình có hỗ trợ rút hồ sơ khoảng hơn 1 triệu nhé các bạn. Dạ rồi, ok chị con. Bây giờ cái xe này bây giờ mà muốn anh chị các bạn mà mua mà muốn sang tên chính chủ về cho họ đó thì bên cửa hàng mình có hỗ trợ không? Có, nói chung là mình hỗ trợ sang tên đội chủ này, rút hồ sơ cũng được, nhập cũng được, hoặc là vừa rút vừa nhập cũng được nhé. Dạ. Rồi cứ liên hệ với mình, cứ bạn nào cần chi tiết nguyên con xe thì cứ liên hệ với mình nhé. Dạ chị. Mình sẽ báo giá rồi mình chụp chi tiết từng bộ phận cho các bạn coi nhé. Dạ. Mình quay cho các bạn coi luôn nếu như các bạn cần thiết nhé. Mà đặc biệt là cái dòng Future này là mình thấy những anh chị, những anh em ở khu vực miền Tây á rất là chuộng nha. Đúng rồi. Vậy nếu mà giờ những anh chị miền Tây hay là ngay cả những anh, những chú ở miền Trung, miền Bắc đi, nói chung là không phải gần ở đây, mà họ muốn mua, họ nói là họ tin, họ ok đó, họ muốn mua nhưng mà họ kẹt, họ không vô đây được, thì mình có hỗ trợ ship xe được nhá. Được mình luôn, có hỗ trợ ship xe được nhá các bạn. À, rồi dạ. Nếu mà ở trong Bình Dương thì mình coi như có shipper sẵn luôn. Còn dạ. Nếu như mà có các tỉnh thì mình gửi xe nhá. Dạ rồi, ok chị. Rồi mình có ship xe cho anh em. Con này đầu tiên là giá là 31.500. 31.500 nhá. Này là mình hết bình rồi phải không? Hết yếu bình rồi phải không? Yếu bình rồi. Dạ. Rồi, để tiếp tục con 31.500 cho con Future X. Rồi, Future X nè. Con này là giá này là mình có máy móc rồi có làm chưa hay không? Máy móc là mình bao rinh nhá, còn hai chìa khóa nữa các bạn nhá. Cái này là còn hai chìa khóa rinh nha các bạn nhá. Dạ. Rồi, hai chìa khóa rinh, cái này là tại mình để nó hết bình thôi nhá. Dạ, chị có bảo hành cho anh em yên tâm không? Nói chung là máy móc giờ mình bảo hành cho các bạn luôn nhá. Cái này bình hơi yếu rồi. Tao để em đạp luôn đó. Rồi, đạp một cái là biết nè máy ha. Rồi, ok nè. Rồi. Đó, một phát nhẹ thôi nhá các bạn. Rất dép là nổ đó. Rất dép là nổ đó, đấy. À, đúng rồi, nước sơn riêng chưa có dặm tốt gì luôn nè bạn ha. Sơn riêng. Chung là máy móc bao rinh cho các bạn nhé. Xe này là một đời chủ luôn nhé các bạn. Dạ. Rồi, một đời chủ nhé. Rồi, ok chị. Các bạn mà có muốn ký giấy thì tại xe này là nó ở trên bầu bàn. Nếu mà các bạn muốn ký thì mình phải lên tới bầu bàn nhé. Còn nếu mà muốn rút hồ sơ thì mình qua dịch vụ nhé. Dạ rồi, ok rồi, chị. Okay. Rồi, kế bên một con F150 ha. Các bạn coi nè. Con này biển 69/1/21592 nha anh em ơi. Con này là Accenter 150. Dạ. Màu đỏ đen nhé. Con này là đi được 21.884 km nhé. Dạ. Con này là dán cho trùm nguyên con này, máy móc bao rinh nhé, một đời chủ luôn nè. Còn hai khóa rinh cho các bạn nhé. Dạ rồi. Đây là còn hai khóa rinh nhé. Con này biển 69/1/21592 nha anh em ơi. Con này mình bán ra là 27.500 nha các bạn. Ok chị, 27.500. 27.500, máy móc bao trên nguyên con luôn. Chưa dặm, chưa tút, không tua chỉnh nha các bạn. Dạ. Giờ mình bớt thẳng trên kênh em luôn đi, là kênh con này bây giờ nếu mà nói chung mà lại chắc chắn là giá bao nhiêu? 27.500. Nếu bạn nào, nếu hôm nay mà bạn nào đến nhà mình, hôm nay đúng ngày mùng 1 đầu tháng này. Dạ. Bạn nào mà mua hôm nay mình bớt 1 triệu. Trời ơi. Là con 1 triệu nha các bạn. Nếu bạn nào đến hôm nay là mình bớt 1 triệu, vì hôm nay là ngày đầu tháng mình lấy lầu cô nhé.
Rồi đó. Vậy bây giờ nếu mà các bạn mà trong ngày hôm nay không kịp nhưng mà các bạn chuyển tiền cho mình được rồi, không? Rồi ok, nếu chuyển tiền cho mình là chỉ cần 1 triệu thôi, bạn nào chỉ cần chuyển cho mình 1 triệu là ok. Là coi như là mình giữ xe cho các bạn okay, nhé. Ok chị ha. Hôm nay là đúng là mình hứa là nếu như bạn nào mua thì giảm thẳng 1 triệu đồng luôn. 1 triệu đồng cho các bạn. Quá tuyệt vời cho các bạn luôn. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là cái số 0966385008 này là của chị đúng không? Số của chị cũng là số Zalo của chị nha. Dạ, hiện tại là mình có giữ cái máy này trong người không? Có, giữ có máy luôn. Luôn đây. Dạ rồi, ok ha rồi. Các bạn nào mà có mua thì cứ gọi về số này rồi. Liền bây giờ để mà gặp chị Hải liền bây giờ nha. Dạ, rồi bạn nào ấy là gặp chị Hải tiếp tục con Janet nè. Janet nè. Rồi, Biển Nghệ An nha. Biển Nghệ An nha các bạn. Dạ. Quê tôi đó, quê tôi nha. Dạ, tôi An gì? Em nghe nói là phái nữ ở Nghệ An đẹp lắm, bây giờ là em mới tận mắt rồi đó. Thấy dữ thôi. Con này là con này là Janet nhá. Dạ. Khóa Smart Key 2018 nhá. Dạ. Máy móc bao rin, xe bao rin này, cái này là màu xanh nhám nha các bạn. Rồi kiếm rin còn nguyên là khóa Smart Key nhá. Dạ. Rồi con này mình bán là 20.500. 20.500.000. Rồi 20.500 cho các bạn. Đây có mấy anh cứ hỏi SH thì mấy anh chờ đi nằm phía sau luôn, quá trời luôn. Có SH cho các bạn. SH cho mình rất là nhiều nhá. Dạ. Rồi tiếp tục rồi, con okay, này là chị. AB 4.500.000 thôi nhé. Dạ 14.500.000, bản 39 lại luôn đó các bạn ơi. Đuôi 39 luôn. Dạ. Rồi tiếp tục con này là Sigut nè. Dạ Sigut. Sigut FI biển số 60 Đồng Nai nha các bạn. Màu 4... đỏ đen. Dạ. 44742. Rồi, bánh mâm thắt địa nè. Con dạ. này là bánh mâm thắt địa nhá, đời 2017 nhá, mình bán ra 3 triệu. Dạ 13 triệu. Ở đây có mấy anh em hỏi là xe F135 có không nè? Có F135 luôn. Nói chung dạ. là nếu như mà bạn nào mà có tiền từ hàng là mình yeah. Lúc nào mình cũng tặng một cái bảo hiểm xe máy một năm với một cái bình nhớt cho các bạn về yeah. nha. Rồi ok. Đây tặng có đây mấy anh em cứ khen bà chủ xinh quá, rồi bà chủ vui vẻ nhiệt tình quá luôn. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi mọi người ủng hộ kênh Ngố Nguyện thật nhiều nha. Dạ rồi ok chị. Rồi, con này chị bao nhiêu chứ? À con này là 13 triệu nhé, bánh mâm thắng địa nhé. Máy móc thì cực zin luôn các bạn này. Dạ mình, đâu chị nổ luôn cho anh em mình nghe luôn coi. Đâu anh em mình nghe cái máy con này luôn nha. Thì thầm mùa xuân luôn nha các bạn, cái dạ. con này là thì thầm mùa xuân luôn nha. Dạ. Ấy bao im bao rin các bạn luôn. Đây nè. Nghe máy nè. 2017 nhá. Đó, tiếp tục ấy. Dạ rồi. Kế bên đây là một cái con Sirius bên xăng con. Biển 36K3-02967. Rồi con này là RC 2013 màu dạ. vàng đen, máy móc bao rin, cái dạ. dè trước là nó có vô cái dè của con ẹt 135 chị ha. 135 luôn, nhưng mà dạ. máy móc bao rin, xe bao êm cho các bạn luôn. Mình bán dạ. ra cái 9 triệu cho các bạn nhé. Trời ơi, con Sirius có 9 triệu đồng cho anh em về đi làm luôn. Đó, máy móc là thì thầm luôn dạ. Nói chung là máy móc bao êm bao rin cho các bạn luôn nhé. Do cái luồng mạng nó không ổn định á, anh em chờ tí xíu nó sẽ rõ trở lại thôi nha. Rồi, tiếp tục. Ẹt 135 là có, anh em chờ chút. Có nha, chờ chút xíu cho các bạn. Một dạ. tí xíu nữa là có, sẽ có nè, đây. Xe nào mà tầm 20 triệu để mà chạy ráp á chị? 20 triệu chạy ráp á thì giờ các bạn mua con Future đi. Future ha. Future FI 2018 dạ. chờ chút xíu thôi nhá. Dạ rồi, ok anh em. Nếu mà chạy ráp thì các bạn chạy con đó là tuyệt vời nhất rồi nhá. Đúng rồi, có anh em hỏi là sao rẻ dữ vậy trời. Rồi, rồi tiếp tục nè. Một con Sirius nha. Con Sirius nhá, con này mình yếu rồi. Mình yếu rồi. À mình yếu nhưng mà máy móc mình cũng im nhá. Dạ, con này là bánh bánh căm thắng đĩa. Bánh căm thắng đĩa nhá, 2012 này. Con dạ. này là biển số 94. Dạ. Con này là biển số 94 nha các bạn. Dạ biển 94 nha anh em rồi. Ơi con này rồi. Mình để cho các bạn là 10.500.000 nhé. Dạ 10.500.000 biển số. Đây là qua SH nhà mình nha. Dạ qua SH. Rồi SH nhà mình đây là một con SH nữ nha. Sơn từ tỉnh 3D. Giờ mình ngồi xe luôn chứ không có đường đi nhà mình. Không có dạ. đường đi nha các bạn. Đây rồi. Nè à. Đó camera. Rồi ok. Rồi dạ. mình xin giới thiệu con này nè. Con này là SH SH mod, SH nữ. 2010 con này là 2018 nè. Dạ. Cái con này là tem 3D. Biển số 68 nhé. Rồi, tem 3D biển số 68 nhé các bạn. Dạ. Rồi con này mình bán ra là 47 triệu. Dạ, 47 triệu ha. Bốn khóa chấm mắt cây chứ các bạn. Giờ nếu mà chốt trong livestream luôn bây giờ, nếu mà các bạn mà gọi về mua liền là chị bớt nhiêu cho con này? Nếu như bạn nào bớt trong mua ngày hôm nay là mình sẽ bớt đúng 500.000 để dạ. cho 46.500. Dạ 46.500 bớt 500 nha. Rồi ok chị. Rồi tiếp tục nè. Rồi tiếp tục con. Cái bên là một con SH con này là cũng là SH màu kem, SH mod màu kem biển số 67 luôn nhé các bạn. Con này là khóa Smart Key 2017 nhá. Mình bán ra là 44 triệu nhá. 44 triệu và số 67N1-27041. Tiếp tục nè. Nói chung là xe nhà mình là bao rin toàn bộ hết nhé. Dạ. Còn nếu mà hỗ trợ vận chuyển về các tỉnh thì sẽ chuyển trước cho chị bao nhiêu để nếu như mà đặt cọc
đặt cọc cho mình khoảng 1 triệu đến 2 triệu mình sẽ ship xe về tới nơi nhé. Dạ. 1 đến 2 triệu thì chị chuyển xe về tận nơi rồi mình rồi. Còn bao nhiêu mình thanh toán lại rồi, ha. Thanh toán rồi, ship code dạ, nha. Rồi, rồi okay, tiếp tục nè. Rồi kế bên mà con á thác. Con SH150. Đây, biển cái này 61, là biển số 61 nhá. 34304 nha. Rồi 150. Con này là 2018 mình bán ra là 86 triệu các bạn. Dạ. 86 rồi. Triệu nè. 86 triệu, đây là bảng 150. Rồi, 150. CBS. Rồi, ok, CBS. Ok, giá ok nha. Rồi. Chị nổ máy lúc đó cho anh em rồi nghe từ từ. Dạ. Ok, anh đồng hành nha. Đây, anh em mình nghe máy nha. Đấy. Bao thì thầm mùa xuân các bạn luôn. Dạ. Im ru luôn. Im giá ru. 86 triệu nha. À, 86 triệu thôi nha. Ờ, ok các bạn. 86 triệu anh em nha, rồi. Giờ mình qua kế bên, một con rồi. Cũng là thác nữ luôn. Đây, tắt cho mà tiếp tục, con này là SH125, SH cao 125 nhé các bạn. Con này là 125 nè, con này phiên bản 125 nhé, màu đỏ. Đỏ nha, con này biển 69H1-22519. Rồi. Rồi, ok chị. Con này mình bán ra là 72 triệu các bạn. Dạ, 72 triệu. Rồi, đây. Mấy dòng thác này là nếu mà lại mua là mình còn bớt nhiều không? Nói chung là mình chỉ bớt được tiền xăng nhớ đó các bạn thôi. Rồi, vì đây. lần đầu tiên mà lên clip mà chị báo giá một cái giá rất là tốt rồi. Ok, đó là anh em có lại ủng hộ nha. Rồi. Đây, đó, rồi đây tiếp tục là con này là SH này là 100, đây, số nhiêu, 67 phải không? Đây, dạ, đúng rồi chị, rồi. Biển 61 chứ. À, 61 hả? Dạ. À đây, con này 0, 68, 62, 65. 150. Dạ. À, rồi ngay chủ ký giấy luôn nhé, cái này là ông xã mình đứng tên luôn nè, là ký lúc nào cũng được hết nhé. Dạ. Rồi cái này là mình bán ra là 86 triệu nhé. Dạ, 86 triệu. Camera em có thể 2018 đó các bạn. Camera em có thể chuyển cam cho hình ảnh nó tốt lại tí xíu em ơi. Cái hôm nay cái luồng mạng của mình nó bị như thế nào mà nó hơi bị mờ. Anh em thông cảm chờ mình một tí xíu nha. Em chuyển qua chuyển lại giùm anh tí xíu à. Nó hơi bị mờ một chút rồi. Anh em nào mà cảm thấy hơi mờ cứ bấm vào chất lượng 720 giúp em đi coi cho nó đỡ một chút. Từ từ mạng nó sẽ cải thiện trở lại nha. Tại do là hôm nay mạng nó hơi yếu á. Vision 2016 cửa hàng mình có không chị? Vision 2016 hôm nay hết rồi. Giờ chỉ còn 20 đời đầu tiên 2013 thôi các bạn nhé. Dạ rồi. Dạ. Rồi hết này, tại ngày hôm qua mình bán nhiều quá. Dạ. Winner X cũng có luôn anh ạ. Có nha, Winner X có nha, Winner thường nha. Chút có mà trà. Rồi chút nữa là mình sẽ chia sẻ các bạn một con Winner X mà tháng 3 2021 luôn. Siêu cọp chạy 725 km. Ôi trời ơi, rồi. Tháng 3 2021 luôn. À, luôn. Siêu cọp nha. Rồi, rồi tiếp tục okay, mình đến con này nha. Rồi qua một con màu trắng cái bên. Rồi, đây là con trắng cái bên nè. À. Con này là SH 150 tháng ABS. Cuối 2020 nhá, biển số 61 luôn nha các bạn, chạy 1.000 km, màu trắng chùm keo nguyên con. Trời ơi. Rồi mình bán ra là 101 triệu nhé. 101 triệu, cái này là cuối của 2020. Cuối 2020. Tháng ABS nha các bạn. 101 triệu, cái này anh em bây giờ mua là tiết kiệm được mười mấy 20 triệu á. À, mười mấy 20, 19 triệu nha các bạn. Trời ơi. Rồi ok nha các tiết bạn. Tiết kiệm lắm luôn nha. Chạy là 1.200 km nhé các bạn. Dạ. Chùm keo nguyên con nhé. Rồi ok chị nha. Tháng 2 rồi tiếp lại tục. Qua con kiếm bơ. SH1 đây. 67 nhé. Đây là con SH125 màu đen biển số 67 luôn. Rồi máy móc thì bao trên xe thì cũng rất là đẹp nhé. Cái này mình bán ra là 72 triệu nữa các bạn. 72 triệu. Biển 67H1 45488 nha các bạn. Rồi, ơi. Okay. Rồi. Tiếp tục. Bên đây một coi thác nữa. Thác không à. Thác nhà nhiều mình lắm. Là bạn nào mà thích SH nó cứ qua nhà mình rất là nhiều SH. Dạ. Rồi ok. Con này là biển 61E1 61535. Con này là SH 10 2018 nhá. 2018. 61 Tân Nguyên nhá. Đây cái này là 2017 xin lỗi mọi người nhá. Dạ. Con này là 2017 nè. Đẹp quá trời các rồi, bạn ơi. Rồi con này là chính chủ đang chạy luôn các bạn nhá. Bạn ký lúc nào cũng được nhá. 1 phút 30 giây thôi là đã làm công chứng. Rồi. Ok. Rồi giá nhiêu chị? Bán ra là 83 triệu 500. 83 triệu 500. Thông thường mấy cái dòng SH này thì cửa hàng mình bảo hành cho các bạn là bao lâu? Nói chung là các bạn thích 3 tháng cũng được, 6 tháng cũng được. Nhà mình là quan trọng là của bên tại người các bạn à. Dạ. Ví dụ như các bạn mà đi chứ mà cẩn thận nè, đi nhớt nhau đầy đủ nè, là không bao giờ hư, 10 năm cũng không bao giờ hư. Dạ. Của bên tại người mình đi 10 năm cũng không bao giờ hư, nhưng mà các bạn mà phá xe chỉ cần 1 tháng là nó hư rồi. Dạ.
Chắc là chị em mình làm hết cái hàng ở thác này mình nghỉ khoảng 5 phút á, hình ảnh nó bị có trục trặc mà, rồi. Phải không? Dạ. Rồi tiếp rồi. Tục. Còn bên con đây. Con này là hàng hiếm nha, hàng bọ mũi các bạn nha. Dạ. Con này là SH150 2019. 2019. Rồi thẳng ai bị ớt các bạn nhé, hàng này là ít, hàng lắm này thẳng ai bị ớt là rất ít nha các bạn. Dạ. Rồi con này là chính chủ ký giấy luôn nè. Chính chủ ký giấy xe luôn. Xe này là trùng keo nhưng mà mình mới lồ keo ra nhé. Dạ. Rồi con này là chạy được 8.000 km các bạn này. Quay cái xe luôn camera ơi. Quay cho anh em xem nha. Rồi ok anh em cứ chờ em tí xíu nha. Con này là thắng IBS nha các bạn. Dạ. Rồi con này là biển số 61 ngay chủ ký giấy nè. Con này là trùng keo nhưng mà mình mới lột ra nhé. Dạ. Bao các bạn luôn nhé. Rồi con này mình bán ra là 103 triệu. 103 triệu. Rồi. Mình nếu mà con này mà chị bớt hết mức là con này còn giá bao nhiêu? Con này mà bớt thì nếu mà bạn nào hôm nay mà có mua hay đặt cọc cho mình thì mình bớt cho các bạn 1 triệu nhé. 1 triệu. Bao nhiêu vậy cho các bạn nhé. Còn xăng nhớ thì đầy đủ, đầy bình cho các bạn vậy. Dạ rồi, ok chị nha. Rồi tiếp tục con này siêu cọp nè. Qua bên đây. Đây là mình giới thiệu con này là siêu cọp các bạn nha. Con Exeter 150 đẹp con quá luôn. Con này là Exeter 150 mà còn có 2-3 ngày nữa đến 2021 nè. Nó dạ. Là cuối 2020 là còn có hình như ngày 20 mấy tháng 12 đó. Chính xác là con này là phiên bản của 2021 đó nha các rồi bạn. Rồi đây, con này là mới chạy có được khoảng bao nhiêu km đây? 1464 km nha. Dạ. Con này là màu bạc này, con này là cái mâm của nó là cái mâm... màu cam nha. Màu cam nha các bạn. Cam đây, đỏ rất là đẹp cam luôn. Cam đỏ rất đẹp luôn. Nói chung là dạ. Xe này không khác cho mới nha. Mình bán ra 38 triệu các bạn. 38 đúng không chị? 38 triệu anh chạy. Anh em mình nghe cái máy nha. Rồi cứ coi máy thoải mái đi. Dạ. Đó. Anh em nghe máy nè. 1464 cây thôi. Con này không khác gì xe mới các bạn. Con này em nghĩ là ai nên mua xe mới thì có thể lướt qua em này nha. Chứ xe mới bây giờ cái mẫu này đang mắc lắm đó. Rồi. Rồi ok camera. Cho anh mượn cái máy à. Đây. Anh em có thể là chờ em khoảng 5 phút sau anh em lên xem lại là ok nha. Em sẽ dừng cái luồng livestream liền bây giờ tại vì do hôm nay mạng nó bị lỗi. Anh em 5 phút sau lên là nó sẽ nối tiếp với cái luồng livestream này luôn. Anh em sẽ được xem tiếp những cái dòng xe luôn chứ không có bị ngắt đâu nha. Lại tiếp tục phát cái luồng livestream này. Để mình kiểm tra cho nó ổn một phát nữa rồi mình sẽ bắt đầu like lại cho anh em nha. Đây, mọi người mua xe là liên hệ về cái số mình để đây là 0966 385 008 nha các bạn. Bây giờ là tới chuẩn bị tới cái hàng xe mà Raider Satisunit rất là nhiều luôn nè. Ok, giờ nhờ chị Hải nha. Nhờ chị Hải mình báo giá lại giùm em cái hàng phía sau của thác này cho bạn. Mình xem là mấy biển số quá chị. Báo giá các bạn coi nha. Dạ, như cái con thác mốt này đi. Đây nè, con thác mốt này là biển số 61. Dạ. 2020. Dạ. Rồi cái này là tem 3D nhá. Dạ. Rồi mình bán ra là 47 triệu các bạn. Dạ 47 triệu. Đúng còn rồi. Con kế bên này chị biển 67 nè. Con này mình bán ra cho các bạn là 44 triệu nhé. Dạ 44 nha. Rồi. Rồi còn con đây, con biển 61 F1 nè. 61 F1 này là 150. Rồi dạ. Biển số là 61 luôn các bạn, 150 nè, màu đỏ dạ. Nha, 150 mà thắng xe bén đó các bạn. Dạ. Rồi con này mình bán ra là 86 triệu nữa các bạn. Dạ, 86 triệu nha các 86, bạn. 86 rồi, tiếp tục con này là 69 nè, con này là 125 các bạn. Dạ, 125. Con này là 125, biển số 69H1 nè, 22519, 125, dạ. 2017 mình bán ra là 72 triệu nhé. 72 triệu nha anh chị các bạn ơi. Tiếp tục con này là 61C2. 06865. Dạ, 6865. 150-2018 nha các bạn. Dạ. Con này là CBS luôn các bạn, 2018 mình bán ra là 86 triệu nè. Dạ, 86. Rồi, giờ chị em mình qua con màu trắng này, 2020 rồi. Luôn nè. Con này là SH150, cuối 2020 chạy 1.200 km nhé. Dạ. Xe chùm keo nguyên con các bạn. Vô mặt nạ đẹp kìa. Rồi, xem rồi. Rồi cái này là đuôi cũng đẹp luôn nha, 08 các bạn nè. Dạ. Rồi con này mình bán ra là 101 triệu nữa. Dạ 101. Đây là cái chị nói là chạy mới có hơn 1.000 cây thôi. 1.200 cây nha. Cái này 1.200 là cây. Cái này là thắng ABS các bạn. Nếu mà anh chị các bạn mà mua con này là lợi là gần 20 triệu luôn đó. Gần 20 triệu luôn nè. Rồi, rồi ok chị. Con này là biển số 67 nè. Dạ. Rồi 125. Con này phiên bản 125 2017 nhá. Mình bán ra là 72 triệu nhá. Dạ 72 triệu cho con này. Rồi ok, tiếp tục con này là 61E1 nè. 61E1. Dạ. 615 35 150 2017 mình bán ra là
83 triệu 500 bao ký giấy các bạn luôn nhé. Dạ rồi, bao ký giấy luôn, bao đó là chính chủ luôn đúng không chị? Chính chủ con đó, chính chủ ký giấy, nói chung là nhà mình có nhiều con chính chủ ký giấy lắm con. Nếu các bạn anh chị mà mua xe mà mình không có rút gốc, mình sợ tốn tiền á, thì có thể là nhờ chị ủy quyền lại ha. Ủy quyền được nhé, mua bán các bạn. Rồi, con này là tiếp tục nè. Con này là SH150 2019 tháng ABS đó các bạn. Dạ. Rồi chạy 8.900. Con này là cũng ngay đẹp chủ đang đi ký giấy luôn nè. Con này nhìn đẹp lắm. SH thắng ABS nhá, 2019 này. Dạ. Phiên bản giới hạn là hết nè. Dạ. Cái này bỏ mẫu. Cái này là mình bán ra là 103 triệu bao ký giấy. Dạ. Ba. Giờ có thể liên hệ liền về cho chị Hải thôi, đó gọi là 0966385008 nha mọi người. Dạ. Có bao ship không anh Ngố ơi? Đây có bạn hỏi là ship không nè chị? À, có bạn ở tỉnh nào nhá? Dạ. Các bạn anh chị ở tỉnh nào thì cứ liên hệ về cửa hàng. Rồi, thương lượng mình nói chung hai bên thương lượng nhá. Dạ rồi. Rồi ok các bạn. Rồi giờ mình lại tiếp tục vào bên trong nha. Rồi vô bên trong nhá. Rồi mua nguyên một loại Rider Sajia Sonic nè. Quá trời luôn đây. Mà cầu cháu cháu mà phân khối lớn nè. Dạ. Con này là mình Rider FI 2018 nhưng dạ. mà nó là Rider tem Sajia nha các bạn nhé. Dạ. Nói rõ các bạn luôn, cái này là đi tem Sajia nè. À đúng rồi. Đi tem Sajia các bạn. Nhớ cái này là 2018 không chị? À đúng rồi, 2018. Rồi xong cái này là mình bán ra là 30 triệu nhé. Dạ 35 triệu. Rồi hôm hôm nay nếu bạn nào ngày hôm nay là có các bạn 500.000 xe này nhé các bạn. Dạ rồi. Rồi ok. Rider nhưng lên tem Sajia thì mình thấy nó cũng như Sajia vậy đó. Cái này nói các bạn mua thì chạy giống như Sajia luôn. Sajia thì nó cũng giống nhau nhưng mà tại quá trọng là ấy thôi. Dạ. Nhá. Rồi đây các bạn. Có sơn cái mâm bạc. Bây giờ anh em mình nghe cái nha. Nhá. Rồi. Đây nè, cái bô này có móc nhẹ nghe. Móc nhẹ đó các bạn, móc cái móc nhẹ nè. Nghe tiếng nó chắc lắm luôn. Rồi con này chị mới nói em là 30 35 triệu. 35 triệu. Nếu anh em mà chốt thì giảm 500 đúng không? Đúng rồi, giảm 500 còn có 34 năm là ngày hôm nay các bạn nhá. Dạ. Tuần sau không có nha. Rồi tiếp tục con này. Cái anh hồi nãy anh hỏi là có bao ship không? Mình hỏi ở đâu, anh nói là anh ở miền Tây á chị. Miền Tây chút nữa anh cứ gọi điện cho em nhá, 0966385008 rồi anh em mình trao đổi nhá. Dạ rồi, ok dạ, rồi, chị. Ok em rồi. Tiếp tục con này là Sajia 7 nha các bạn. Con này Sajia sơn 3D các bạn nha, biển An Giang luôn. Sajia này siêu cộp nhé, chạy 3.000 km nha, bao rinh toàn xe các bạn luôn nhé. Con này thì mình thấy là đẹp biển bàng luôn á. Rồi con này là khỏi chê này, mình bán ra là 44.500.000 nhé. 3.048 cây. Con này là siêu cộp cho các bạn nhé. Dạ. Con này là đúng đi 3.000 nhé. Ốc tán đẹp lắm nha. Ốc tán bao tua bao chỉnh các bạn luôn đó. Con này là tem 3D nha các bạn. Đây camera em có thể ngước cái camera cho anh em xem là có một con Exeter 135 đó, để anh em biết còn chờ ha. Đây có mấy anh em hỏi Exeter 135 đây nè. Đó, có một con nha, bạn chờ chút đi, quay hết hàng này là mình lại quay con đó cho nha. Rồi, tiếp tục nha, mình đi từ từ rồi cũng dạ. tới liền được hết con. Từ từ rồi tới. Cũng tới ha. Rồi, từ từ rồi cháu nó cũng dừ rồi chứ. Dạ, đúng rồi, rồi đó. Ok rồi, con này là Rider nha các bạn. Rider. Rider 2019 nè. Dạ. Con này là Rider 2019 nha các bạn, con này chạy bao nhiêu ngàn km rồi. Con này là chạy đến huyện Mê Linh, cái này 9.500 nha các bạn. Dạ, 9.500 cây. 500 km này. Dạ, để chị đề cho máy cho anh em mình nghe nha. Máy móc bao rinh, xe bao rinh các bạn luôn nhé. Dạ. Chạy 9.000 nhé, 9.500 các bạn á. Cái này mình bán ra 37.500. 37.500. Xe này rồi là bao cọp với các bạn luôn nhé. Biển số 9332 26745. Rồi ok đây. Sao chị nẹt máy cho anh em mình nghe đây, cái cho nó đã lên. Con này là bao không có móc bô, không móc đồ số đấy nha các bạn nhá. Máy rất là yêu anh em ơi. Rồi. Bao in bao rinh cho các bạn luôn. Tiếp tục anh em Sajia này. Con này là Sajia 2019 nha. Biển đây, số 67. Có mấy anh em hỏi mình cửa hàng mình có Acelo không? Acelo mình hết rồi. Dạ, Acelo hết rồi ha. Hết rồi nhé. Vario mình có không? Có, Vario 125 có, 150 có hết. Có nha luôn, anh em. Rồi, chờ okay, chút nha. Rồi tiếp tục em này nè. Là em này là Sajia. Dạ. Rồi, cái này là 2019 nhá. Biển 67D1. Biển số 67 nhá. Máy móc rinh các bạn, nó xe rinh các bạn. Đây nó chỉ là thêm lên cái đồng hồ với cái tay cầm thôi nha các bạn. À dạ. Rồi. Đây. Con này thì thay quyền cái phần bao tay này bạn thấy không? Bao tay với đồng hồ thôi chứ còn xe rinh hết đó các bạn nhé. Đồng hồ đây là thêm cái đồng hồ coi giờ nha. Rồi, coi chứ giờ không phải là đồng hồ xe còn nguyên. À đồng hồ theo dạ giờ thôi. Rồi ok. Ok, anh em mình nghe máy nè ha. Sajia 8314 cây, anh em nghe máy nha. Rồi. Con này 2019 nhá. Dạ. Máy đã đó anh em ơi.
máy rồi. Lên xe trên cho các bạn luôn nha. Rồi ok chị rồi, ơi. Con này mình báo giá là 41 triệu cho các bạn. Dạ giá 41 triệu nha anh em nha. 41 triệu các bạn nha. Mình rồi. Còn bớt mà đúng không? Rồi còn nói chung là mình đến nhà mình lúc nào mình cũng săn nhất đầy đủ cho các bạn về nha. Vẫn còn thương lượng cho anh em mà rồi, anh em cứ okay. Yên tâm vấn đề đó đi. Rồi con này là con này con gì? Con này là Sonic, à con nắng phải là Satia. Mà màu đen nha các bạn, cái này Satia. Màu đen nhám nè. Đúng rồi, rồi Satia. Con này Satia, con này là Satia biển 2018. Biển số 94 nhá. Mình bán ra là 39 triệu 500, máy móc bao rinh các bạn nhé. Rồi ok chị, 39 triệu 500 mà Satia luôn nha. Satia luôn em lưu ý nha. Rồi Satia, rồi tiếp tục. Dạ, có bạn hỏi là anh hỏi chị chủ mua góp thì phải trả trước bao nhiêu vậy anh? À, nếu mà xe dưới 40 triệu thì không cần trả trước nha. Dạ. Chỉ cần hộ khẩu, chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân và hộ khẩu nhé, trên 20 tuổi và không nợ xấu nha. Điều okay. điều quan trọng là các bạn chưa nợ xấu nhé. Còn dạ. nếu mà nợ xấu thì ngân hàng không có tiền cho các bạn. Dạ. Các bạn lưu ý là xe mà từ 40 triệu đổ xuống là không có cần phải trả trước nha. Bất kể cả xe nào, cứ 40 triệu đổ quay về là không trả trước luôn. Rồi. Là vấn đề đó mình thấy rất ok luôn á. Rồi ok nha các bạn. Rồi đây, tiếp tục là em Sonic. Đây mới là Sonic nè ha. Đây là Sonic nè. Biển 69 rồi, M1. Con này bị số 69 nha các bạn. Cái này dạ. là 48, màu đen nhám luôn nè. Rồi con này mình bán ra 42 triệu nha. Con này là in gọt nha các bạn. Có gọt lại rồi nha. Con này là in gọt các bạn này. Cái yên này em nghĩ chắc phù hợp cho những bạn nam chở mấy bạn nữ ha. Còn máy móc thì bao rinh các bạn nhé, chỉ có in gọt với đi thêm cái bao tay các bạn nhé. Dạ rồi ok rồi. Tiết kiệm được 20 mấy triệu. Đúng rồi anh em ơi. Đó, mua mấy con xe ví dụ cảm ơn bạn nhé. Con này 39 triệu nè. Đó thì đúng rồi, mình nếu mà mình mua thì mình tiết kiệm so với xe mới là 20 mấy triệu đúng luôn á. Quá ngon rồi. Mà một số có 20 mấy triệu đâu phải nhỏ đâu. Lớn lắm luôn á. 20 mấy triệu mà nếu như mình làm công ty là rất là nhiều đó. Một cái công ty chắc cũng phải 3 tháng luôn á. Ở đâu mà 3 tháng rồi các bạn cũng phải đúng rồi, nữa. Đúng rồi. Ăn uống nhà trọ ở đây đám đinh nhiều thứ lắm. Dạ rồi. Dạ rồi mình rồi, tiếp tục con này nhá. Tôi nít chị báo em nhiêu chứ cho con em. Con này 42 triệu nha bạn. 42 triệu thôi. Các bạn, cái này là gọt yên và đi bao tay kiểu bao tay kiểu nha. Rồi đây kiểu rồi. 42 triệu. Ok chị. Rồi tiếp tục con này. Con này là biển bình thường V1. Con này Winner V1 màu cam đen các bạn nha. Biển số là 86 các bạn nhé. 70533 nha. Rồi máy móc bao rinh, xe trùm keo nguyên con. Đâu để nổ máy cho anh nghe nè. Nổ máy coi thoải mái luôn. Yếu bình hay sao rồi. Rồi có này... khả năng yếu bình rồi. Chắc yếu rồi anh em ơi. Rồi, con này chắc yếu bình rồi. Dạ yếu bình rồi. Con này bên mình để ra bao nhiêu chị ha? Con này lấy thì mình để cho 26 triệu nhé. 26 triệu nha anh em ơi. Có 26 thôi nha. Vẫn còn bớt cho anh em nếu nhiệt tình lại mua nha. Rồi con này 26 triệu nhé. Rồi S55 thì ơi, hiện tại cửa hàng chưa có. Anh có khách chưa? Rồi quan trọng là zin áo mới chưa được bao nhiêu km là sao anh? Anh áo rin nhá, bao dạ. là áo rin nè, xe trùm keo nguyên con, máy móc bao rin các bạn luôn. Dạ rồi. Đó, xe máy móc bao rin các bạn luôn. Nói chung là xe này là áo là trùm keo nguyên con các bạn ơi nhá. S29 mà mình có đây nguyên quá trời sau. Luôn nè, anh nguyên em thấy không? Sau các bạn luôn. Nhưng mà nãy em có thích một con 2020 mà cái mẫu đó là 2021, chỉ còn có một vài ngày nữa qua 2020 à. Chạy ngày nhá. Rồi. Con đó nãy chị nói là chạy bao nhiêu cây ta? Con đó là 1400 cây. À, giá chị để con đó là bao nhiêu? 28. Con đó con kia mà bạn mua xe mới là 48 triệu chưa giấy tờ luôn đó, mà mình chỉ mất có 1200 cây thôi đó. Rồi giờ mình đi không khác xe mới rồi. Tiếp tục dạ. con này là SH1 thắng ABS cho các bạn nhé. Dạ SH1 thắng ABS nè. Ok rồi, con này là SH1. Bản số là 84E1 47149 nha anh em. Thắng ABS các bạn nhé. Dạ rồi, cái này là con này là phiên bản thắng ABS nhưng mà thắng thường nha các bạn. Cái này mình bán ra là 62 triệu các bạn nhé. Im ru à, 62 triệu. Rồi bạn nào hỏi là Winner X đây. Đây bên đây luôn. Bạn nào hỏi Winner X đây. Dạ yeah. Anh em mua xe liên hệ về cho cửa hàng. Em muốn nghe được cái cuộc gọi anh em gọi về. Sao anh em chưa gọi về vậy ta? Đây. Con này là Winner X nhá. Dạ. 2019. Cái con này là biển số là 92 nhưng mà bạn nào thích rút hồ sơ thì thêm phí khoảng hơn 1 triệu nhé. 71652 tiền luôn đó nha. Tiền 52 luôn tiền luôn. 52 tiền luôn. Cái máy mình sợ nó bị ô ai gọi cho mình đấy. Có gọi không chị? Đúng không? Nếu mà có ai
không phải các bạn gọi. Mình đang chờ các bạn gọi về cửa hàng mà sao không thấy ai gọi về hết ta. Rồi tiếp tục nè, con này là mình bán ra 33 triệu các bạn. Cái nào là màu đen nhám các bạn nhé. Dạ màu đen nhám. Màu đen nhám các bạn, rồi còn bạn nào muốn màu đỏ cũng có hết nhé. Màu đỏ đây cũng có, màu cam có hết đây nè. Dạ. Bạn nào cần màu đỏ đây? Bạn HLC trong đây. Đi, đây. Chắc đi từ ngoài nó vô. Đúng rồi, đi từ ngoài vô đi chị ơi. Nó dễ chứ đi. Rồi. Nhà mình hơi chân chứ các bạn. Bảo hành của mình tối đa ở đây là bao nhiêu lâu chị, các bạn nói hỏi nè. Là mình cứ bảo hành cho bạn 1 tháng được, 3 tháng cũng được, không vấn đề. Nhà mình là nói xe là của bên tại người các bạn ạ. Đúng rồi, ok. Của bên đây. Tại người các bạn. Ví dụ như giờ thì bao giờ mình cũng bao các bạn là ví dụ như xe rinh, máy đang rinh. Nhưng mà các bạn phải về giữ xe nữa. Chứ các bạn mà về đi phá xe thì mình cũng nói chung là không có ai dám mà giống đúng như rồi. Mình bảo hành cho các bạn. AB có nha anh em ơi. Có AB nha. AB rồi. Sao còn nhiều lắm. Giờ đầu tiên chị giới thiệu cho em đây, con này NBX là NBX nè. Đây. Dạ, NBX. NBX 125 khóa smart key các bạn nhé. Con này là con này rất đẹp nè. Chủ đi rất là kỹ xe nè. Xe quá còn rất lắm. Là mới các bạn nhé. Mới anh em ơi. Rồi mình mới. Bán ra 24 triệu nhé. Kính cho còn rin nha các bạn nhé. Dạ, 24 rồi. Triệu. Rồi con này là kính rin cho các bạn coi nè. Con này máy làm sao rin các bạn nhé. Dạ. 150 có luôn anh em ơi. Có nhiều lắm thôi. Nhiều lắm. Nhà mình rồi. Đó, máy móc thì bao lên các bạn nhé. Bấm một phát là lên luôn ha. Nói chung là một phát là lên luôn các bạn rồi. Rồi. Bao êm các bạn luôn nè, hết xăng rồi. Rồi tiếp tục đây. Ok, im ru luôn. Nói chung là bao êm cho các bạn luôn nhé. Con này là thắng ABS, bên đây con này là thắng ABS luôn nhé. Quả smart key thắng ABS nhé. Rồi ok chị. Tiếng còn rinh nè. Nhá. Rồi. 24 triệu các bạn. 24 triệu vẫn còn bớt cho anh em á. Rồi qua đây. Con nào mà coi như là sở hữu được em này nè, là mình đảm bảo luôn. Cái ông chủ này rất là kỳ, các bạn nhìn nè. Cái thắng này mà người ta còn trùm keo họ chày nè. Trời ơi ghê vậy. Rồi mình nói thiệt nha, cái để móc số nha, người ta còn trùm keo luôn các bạn nhé. Wow. Rồi cái đồng hồ người ta còn dán khỏi là tia nắng vô này. Sao rồi. Kỹ dữ vậy ta. Rồi tiếp tục là rồi đấy, keo là trùm nguyên con các bạn nhé. Cái này chống trộm với các bạn đầy đủ đàng hoàng luôn. Kỹ dữ lắm luôn nè. Con này là siêu kỳ, siêu cọp luôn. Cái này là đó, chống trộm các bạn luôn này. Dạ. Nói chung ai mà sở hữu cái con này là chị nói là đúng là siêu cọp luôn nè. Dạ. Nó là chủ chạy là cực kỳ, nó mới chạy có 9.000 thôi các bạn nhé. Có 84 thôi hả? À, 84 thôi. Nói chung là chủ chạy nguyên đó, nói chung là nguyên sinh từ Anh vậy nè. Dạ. Các bạn kiếm một cháu chày cũng có luôn đây. Đây, mọi người mình nghe máy nè. Nếu mà với cái hình thức như thế này là chủ rất là kỹ xe luôn nha các bạn. Đấy. Rồi chị. Tiếp tục con này là con này chị lấy giá bao nhiêu đã? Con này mình bán ra là 29 triệu nhé các bạn. Dạ, 29 triệu. Bạn nào mà sở hữu con này mình nói thiệt nó rất là kỹ luôn nhé. Dạ. Nói chung là cái xe này là chủ chạy rất là kỹ luôn này, có chống trộm các bạn luôn nhé. Dạ. Trùm keo nguyên con nhé. Biển 67 An Giang nha anh em. Cái này là phiên bản quân đội là mới là nó 50 mấy triệu với phiên bản mắc nhất của cái hàng này Center 150 nhé. Dạ rồi. Rồi tiếp tục cái con này nè, con này mình nói siêu cọp cho các bạn nè. Tháng 3/2021 nha. Dạ, tháng 3/2021. Rồi, tháng 3/2021 đó các bạn nè. Con này là chạy 725 km. 725 cây thôi. 725 km rồi. Các bạn đâu chị ha. Chị chủ nẹt máy cho anh em nghe cái này. Bạn mua xe này thì không khác cái xe mới, chưa chạy được 1 tháng mà. Dạ. Đúng không? Các bạn mua xe này thì không khác cái xe mới. 7229 cây. Rồi, anh em nghe máy nè. Nói chung là các bạn mà đi mới có chưa được 1 tháng thì các bạn không bị coi. Đúng rồi chị. Khỏi coi luôn nha các bạn. Đẹp quá trời luôn em ạ. Con này là mình bán ra là 33 triệu. 33 triệu. Rồi, cái này là rồi, ok rồi. Chị. Thôi giờ camera ơi, em quay giùm anh con 135 luôn đi, anh em nhắc lại nè. Rồi. Con này là 20 mấy hả chị? Con này 213. Rồi, 2013 nha anh em. 2013 cho các bạn này, máy móc bao rinh nhé. Dạ, 2013. Máy là thì thầm luôn nha các bạn nhé. 60B1865-83. Cái này là máy thì thầm luôn nhé, máy móc bao rinh các bạn này. Đó, con này là 2013 nha. 2013 này. Số 60 luôn nhé. Dạ rồi. Con này là mình bán ra là 20.500.000, nhưng mà hôm nay là nếu bạn nào mua lúc này hôm nay mình để cho các bạn là 19 triệu. Dạ, 19 triệu nha. 19 là hôm nay đúng ngày 1 là mình để cho 19 triệu. Dạ rồi, giống ok như là chị. Mình lấy hơn cả tháng nhé. Rồi 19 triệu nha. Con này là bao rinh các bạn, này xe đẹp luôn á. Dạ. Về chỉ có việc là đi, con nhớ thì mình tặng sẵn rồi ha. Ok chị, rồi. Ok. Winner B1 anh em tôi bạn tí xíu có một con nha. Winner V1 bây giờ mình còn một con nữa nhé. Hồi hôm qua mình bán 2-3 con hết rồi. Rồi tiếp tục con này là F150 nè. Dán tem trùm không chị? Rồi dán tem trùm nguyên con màu đen luôn. Xe màu đen nhé, tem còn trong này luôn nè. Để 67C1 các bạn. 45817. Con này 2017 các bạn. Dạ. Con này 2017. Máy móc là mình bao rinh các bạn luôn nhé. Nói chung là nhà mình hơi chật nên là mỗi lần á ấy xe nó cũng hơi khó chút xí. Em nổ máy cho anh em. Con này có thắng bên kia có được không? Rồi.
con này bóp thắng mới đây được. Có cái giường thôi, phải bóp thắng rồi mới chịu á. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Xe cử ghê luôn rồi. Rồi, tiếp tục nè. Giá mình để ra bao nhiêu chị? Con này 27 triệu các bạn. Dạ, 27 triệu nha anh em ơi. Rồi, cái này 27 triệu nhé, máy móc bao lên triệu. Cái này chùm keo nhé, chùm keo chùm nhưng mà bên trong màu gì ta? Màu đen nhé các bạn, vẫn dạ. Màu đen luôn, giấy tờ màu đen nhé. Rồi dạ. Bạn nào thích ẹt đời mới nhanh lén nè. Bên đây. Rồi, con này là mình báo các bạn luôn là máy móc thì rinh. Dạ. Mâm thì mâm 3D nhưng mà cái bô là có móc nhẹ nhé. Bô có móc nhẹ. Mâm kiểu anh em nha. Mâm kiểu luôn. Cái này dạ. Là xe đang chính trụ chạy luôn nhưng mà tại thanh niên thì nhiều lúc người ta cũng thích cái móc bô chút xíu nha. Dạ. Cái này chính trụ luôn không chị? Chính trụ luôn. Bô này có móc anh em nha. Có móc nhẹ các bạn nhé. Chính chủ thì anh em muốn sang tên cũng được, hoặc là anh em muốn ủy quyền lại thì cửa hàng ủy quyền cho mình luôn nhá. Rồi rút hồ sơ cũng được, vì tại nếu mà thực chất là nếu như mình muốn rút hồ sơ chỉ có dịch vụ chừng hơn triệu rồi các bạn rút hồ sơ được. Dạ rồi, ok. Rồi, rồi kế bên là con ad 150. Con này đẹp, 150 nè. 29 luôn đúng không chị? Ừ, con này 29 nè, con này đẹp lắm luôn nè. Dạ. Con này là mình bán ra là 34 triệu nhá. 34 triệu, biển Cà Mau 69 anh em ơi. Cà Mau đuôi 68 luôn nhá. Đầu đuôi lồng 69. À 69 đuôi luôn. Rồi ok. Rồi ok nhé các bạn. Rồi nổ máy lên cho trên. Rồi nổ máy coi nha. Thoải mái luôn cho các bạn coi này. Đây mọi người nghe nè. Ở trong nhà mình hơi chật nên là mỗi lần vô đúng hơi vất vả chút xíu các bạn. Rider Sunker cửa hàng mình có không chị? Có Rider Sunker có. Có Rider Sunker luôn em, chờ chút nha. Máy điểm luôn. Ở đô 9950 53 cây. Rồi con này mình bán ra 34 triệu nhé. 34, radio có này, còn xe mà đi làm thì xe giá rẻ em thấy bên dưới có nè. Có, xe Sigut thì là có hết rồi. Có hết anh em chờ em chút. Sigut nha đó, ngoài có Sigut thì có hết, có dạ. Nhiều con Sigut rồi tiếp tục. Nói chung là nguyên cái dãy này thì nó từ 33 triệu đến 34 triệu 500 nhé. Dạ. Rồi nói chung là máy móc thì mình bao rinh, còn con nào mà móc bô mình báo móc bô. Chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu, chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu, photo công chứng mình mua được không chị? Công chứng dưới 3 tháng. Dạ, 3 tháng đổ về thì mua được anh nha. Nha, rồi giờ nếu mà công chứng dưới 3 tháng, nhưng mà nếu như xài hộ khẩu là trong những thành viên trong hộ khẩu là không được nợ xấu nha. Còn dạ. Là chưa nợ xấu, có vay nhưng mà trả đầy đủ là không sao nhá. Rồi ok rồi, chị. Okay, rồi. Con đây biển 66G1 51093. Rồi bạn nào coi con Winner V1 nè. Hai con này bao nhiêu chị? Hai con này là 34 triệu. Đồng giá luôn ha. 34 triệu hết. 34 năm hết á. Nói chung hai con cứ ba con này là 34 đến 34 năm, còn con kia thì móc bô nên là mình bán có 33 triệu thôi. Dạ rồi, chị. Mua xe cũ đổi biển số được nha. Được anh ha. Em ra tên thì anh em mà sang tên thì đổi biển về tên của mình. Rồi, cứ thêm phí là ok, mình làm hết cho các bạn. Rồi, ok chị ha. Rồi bên đây một con Winner V1. Winner V1 nha các bạn. 95E1 nha. Rồi, con này là 2017 nè. 7. Rồi mình bán ra 26 triệu nhé. 26 triệu anh em mình nghe máy nha. Rồi. Quay sửa chiếu hả? 13.250 cây. Sợ bên yếu rồi. Rồi. Sao vậy? Rồi. Đây. Bị bên ta nổ cái cho anh em nghe tiếng Winner V1. Đúng có phiền chứ nó chị. Dạ. Mình chắc yếu bình yếu thằng. Chủ nó biến này là cũng không có đề máy cho thường xuyên đâu. Tiếp tục. Dạ. Tiếp tục cái con này cho các bạn, cái con này là Winner X nè. Thắng 2 BS nhé các bạn, con này 2020 nè. Con này là màu HRC, bản đặc biệt, bản trường đua nha anh em ơi. Đúng rồi, chính xác rồi các bạn. 82940. Cái này là mình 2020, mình bán ra là 35 triệu nhé. 35 triệu, 2020 luôn. 2020 các bạn nha, con này mới đi có 2 ngàn mấy chứ các bạn nhé. 2 ngàn mấy hả chị? Ừ, 2 ngàn mấy, 3 ngàn mấy. Đâu nổ máy cho anh em nghe coi. Con này thì thầm mùa xuân luôn. Ok nha. 2.326 cây hả? Con này thì các bạn khỏi bị chê luôn, mua giống như các bạn mua xe mới. Dạ đúng rồi, 2.327 cây nha. 2020. Rồi, ok. Giá 35 đúng không chị? 35 triệu nha anh em. Rồi, giờ camera xuống dưới em. Xuống dưới giờ những anh em bây giờ bê được nè. Chút là có xe nhỏ nhỏ các bạn đi làm có hết nhá. Nhà mình đây. Đây nó cái này nó xấu các bạn nhá. Dạ. Còn chơi nút này. Mình đây, con cho nó trước nha. Đây cái con này biển 61D1 861 nha anh em ơi, da nút. Con này là da nốt nè, 2018 khóa smart key. 2018 khóa smart key. Mình bán ra là 20 triệu 500 nhé. 20 triệu 500 ngàn. Rồi, xe biển số 61 màu đỏ luôn nhé, màu đỏ đô nè. Dạ, đó. Rồi. Anh em mà mua liên hệ về cửa hàng liền bây giờ nha. Rồi, thì thầm mùa xuân luôn nha các bạn. Rồi, 20 triệu 500 chị ha. 20 triệu 500 cho các bạn, một rồi. Cái con xinh xinh nhỏ nhỏ đây. Tiếp tục con này là Nova 6 nhé.
Radio anh em chào Minh Trúc nha. Rồi, chút xíu là có đây, radio có hai ba con đây. Còn đây là con Novo 6. Novo 6 tiếp tục Novo 6 đây. Biển Cà Mau 23684 nha các bạn. Hết bình rồi. Nhưng mà con này là bao rưng nước bạn nha, tem thì còn rưng hết này. Dạ. Yeah. Xe bao rưng cho các bạn luôn. Cái xe này là mình bán ra là 16.500.000 nhá. 16.500.000. Cho con. Bao bao rưng, bao ấm, nói chung là bao hú các bạn luôn, màu đỏ đen nhá. Rồi ok chị ha. Còn bên đây là một cái xe tay ga mà mình đi đường dài rất là khỏe luôn á. Đúng. Con này, con này là các bạn nhé. 2016 Euro em thấy ở đây là 14.175 cây nha anh em. Mình nghe máy nha. Rồi, máy móc bao rin các bạn nhé, xe thì bao rin các bạn luôn. Em ru thôi, 2016. Rồi, xe thì là biển số 83 nhé, sóc chân, sóc cho bon, sóc cho boy nhé các bạn. Dạ. Con này đang bọc keo luôn hả chị? Bọc keo. Wow. Rồi, con xe này, này kỹ lắm nha. Xe này là kỳ 2016 các bạn nhé, mình bán ra là 35.500. 35.500.000, biển 83B2 76885. Em bạn nào mà có cần cái xe đi làm tay ga mà vừa vừa tiền nhá, nhưng mà giá cả thì cũng hợp lý mà xe thì cũng khá ok thì các bạn lấy con này. Con này mình để cho AB. Ba rồi, con này là AB được 208 nhá. Cái này là AB bình xăng. Dạ. Rồi con này thì máy móc khác nữa. Nói chung mà cái đời bình xăng thì khi xài cục đề nó hơi keo thôi. Đó, nhưng mà khi lên máy thì nó rất là êm nhé các bạn. Đó. Khó đề. Rồi đang yếu xăng rồi quá. Em tắt máy rồi anh. Mời anh em mình nghe máy nha. Ừ. Rồi anh em nghe máy nha. Phân các bạn luôn. Nói chung là xe bao rinh các bạn luôn á. Rồi nghe máy nha. Em ru luôn. Rồi con này mình bán ra 14.500.000 nhé. Dạ 14.500.000. Rồi cái này 14 rồi bạn nó hỏi radio nè. Đây radio 125. Radio 125 biển số 71 nhé. Bến Tre nha. 4488 số cặp luôn các bạn. 844 88. Wow đẹp ta. Rồi. 125 nhá. Cái này nếu bạn nào 125 mình bán ra 35 triệu. Dạ giá là 35 triệu anh em nha. 125 các bạn. Giờ mà các bạn trên kênh em mà mua giảm hết mức con này đi bao nhiêu? Tại nhiều bạn mà cứ hỏi bao nhiêu á. À, giảm rồi. Hết mức con này chị lấy bao nhiêu? Thì con này nếu mà hôm nay mà các bạn mua thì mình sẽ bớt cho các bạn 500 nữa nhé. 500 nữa là còn 34.500 gì ha. 34.500. Rồi ok. Giá ưu đãi các bạn rồi. Giờ mình qua con Novo 5 nè. Rồi, nãy có Novo 6 giờ qua Novo 5. Novo 5 nè các bạn nhé. Rồi ok, màu trắng đen. Rồi nó cũng biển số 71 luôn. 71C2 11633 luôn. Rồi máy móc cũng thì thầm các bạn này. Dạ. Đây là mình đấy, máy là thì thầm luôn nhá. Nói chung máy rất là êm các bạn nhé. Con này là màu trắng đen nè. Novo 5 nha anh em. Im ru luôn. Cái dòng Novo 5 này mình chạy mình nghe nó ok lắm nha, nó bốc mà nó đầm lắm. Và giá lại hợp lý cho các bạn á, mình bán ra là 11.500.000 nhá. 11.500.000. Rồi ok, tiếp tục. Con này là bạn hỏi vi sinh đầy đầu này, nhưng mà con này chắc là hết bình đấy các bạn nhé. Hết bình hả chị? Rồi con này mình bán ra là 14 triệu thôi, biển số 61 này, máy móc bao rưng nha, nhưng mà cái con này hết bình rồi. Dạ, biển 61E1-34219 màu đỏ bạc nha các bạn. Rồi. Con này thì máy móc bao rưng bao ngon, nhưng mà tại nó hết bình rồi nên là mình cũng chưa có thay cái bình mới được nhé. Dạ, rồi giá chị để con này là bao nhiêu? 14 triệu các bạn. Dạ, 14 triệu. Biển số 61 luôn nha các bạn. Dạ, 14 rồi. Triệu nha. 14 triệu. Cho một em tay ga nhỏ xinh xinh. Rồi giờ chị em mình lại xuống bên dưới có một con
Vado, đây là Vado 150 nha. Vado 150. Đây các bạn, màu đen nhám. Đen nhám đó các bạn nhé. Cái này biển số 94K1882. Bạc Liêu, giấc mơ tình yêu nha các bạn. 150 này, 2019 nha. Dạ. Cái này là mình cũng nói với các bạn luôn này nha. Cái này là nó đi phọt khác rồi, đi phọt cái này như cái này nhưng mà vẫn có đồ rinh cho các bạn nhé. À, con này là nó đi cái phụ ni trong á anh em. Đúng rồi, với cái cái chụp nồi nhưng mà mình vẫn có đồ rinh các bạn nhé. Dạ. Đó là cái này có là đồ kiệu nhưng mà mình vẫn có đồ rinh các bạn. Tay thắng vẫn có đồ rinh các bạn nhé. Dạ rồi, ok. Rồi, chị, cái này là mình báo các bạn nhà đó. Rồi cái con này mình bán ra là 44.500. 44.500.000. Rồi ok. Rồi, rồi. Đầy đủ cho các bạn. 19 tuổi thì góp không được đúng không chị? 19 tuổi thì qua bên ngân hàng Dắt nhé. Nhưng được mà luôn. Ngân hàng Dắt thì như thế này các bạn này. Mình báo các bạn nha, ngân hàng Dắt là chỉ cần này chứng minh nhân dân về bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân và hộ khẩu, nhưng mà các bạn phải kèm theo nữa là bảo hiểm y tế của công ty đang còn đóng. Dạ. Thứ hai nữa là có cái sổ tạm trú đang còn thời hạn nhé, là dạ. Ok, góp được dưới 30 triệu. Dạ không rồi. Cần trả trước nè, không cần thế chấp nhé. Rồi, okay, là nếu chị, các bạn mà từ 18 đến 19 tuổi nhé. Rồi. Tức là trên 18 tuổi có khả năng vay được nhưng mà cái đó thì nó hơi rắc rối cái giấy tờ chút xíu. Dạ. Nó phải cái thủ tục thì nó hơi bị rắc rối chút nhưng mà vẫn giúp được, không cần thế chấp nhé. Dạ rồi, ok nha. Bên đây biển 67L171756 nha anh em. Một con Novo 6 mà con này mà sở hữu được con này thì mình thấy cũng ok lắm này. Hiểu bình nữa rồi. Hiểu bình nhé các bạn nhé. Ở thắt đài loan là không có rồi. Ý anh này hỏi con sáp á, cửa hàng mình có con sáp nào không chị? Sáp hết rồi. Dạ sáp hết rồi anh ơi. Rồi, sáp thì nó cũng rẻ tiền lắm, sáp thì có mấy triệu, ví dụ 7-8 triệu, 10 triệu là có xe sáp. Dạ. rồi con này okay. Là siêu cọp các bạn nhé, con này là siêu cọp luôn này, mình bán ra 17 triệu nhé. 17 triệu nha các bạn. Con này là rất đẹp mà máy cho im ngon lắm nhé. Rồi ok chị, 17 triệu. Bạn nào có cần mấy cái xe đi làm thì xe bên này đây. Đây, sẽ đi làm 67C1-14252. Tiền nữa, thấy số đuôi 52 là thấy tiền nữa rồi. Lại thấy tiền nữa các bạn. Ông khoán đề lên luôn nha. Cái này là găng ti hơi lớn chút xíu nhá. Dạ. Máy im ru à. Máy im bao rinh các bạn luôn. Tại găng ti hơi lớn chút mà. Dạ. Nói chung là nhà mình thì thợ thuyền ở nhà không có đâu. Nên là có mình ở nhà mình bán xe nên là. Dạ. Con đó chị lấy bao nhiêu? Con này thì mình để cho 10.800. 10.800.000 nha. Con này là nó 2013 nhé các bạn nhé. Bánh rồi. Căm thắng đĩa nhé. Rồi ok rồi, chị. Tiếp tục một con này là 61 nè. Dạ, biển 61G1-40107. Rồi, con này là bằng camera mình là chiều anh em đang xem video lắm đó nha. Rồi ok. Rồi. Rồi tiếp tục nhé. Con này là đời 2010 các bạn nhé. Cái này mình bán ra là 10.800 này. Cái này là xăng yếu nè anh em ơi. Đúng rồi, xăng yếu rồi. Yếu nha. Có khả năng là hết xăng rồi. Nói chung là xin út mà các bạn đề khoảng 3-4 ngày là khó đề lắm nhé. Yamaha mà để lâu nó khó nổ kinh khủng luôn á. Khó nổ kinh khủng luôn đó. Nói chung là nó vậy đó. Dạ. Con này là RC bánh mâm thắng địa nhé. Biển số 69 2014 nhé. Mình bán ra là 11.800. 11.800. Biển số là 14207. Rồi. Đó, camera quay kỹ cho anh em xem nha. Cứ coi thoải mái nha mình là. Dạ. Rồi tiếp tục với con FI nè. Rồi, về tới FI. Con này là Sirius FI. Biển số 65 nhé, Cần Thơ nhé. Dạ. Miệng Cần Thơ gạo trắng nước trong đó các bạn. Đó. Con này là Sirius FI nè. Máy móc một thì bao rinh bên mâm thánh địa chơi các bạn nhé. Anh em mình nghe máy nè. Rồi máy thì thầm các bạn luôn nhé. Rồi ok. Bán ra 11.500 nhé. 11.500.000. Rồi bên mâm thánh địa máy móc rinh các bạn. Ok. Chỉ còn bớt mà đúng không? Cái tiền xăng nhớt cho các bạn đây. Dạ rồi ok. Rồi tiếp tục. À, Rider lúc nãy mình mới vừa quay cho anh em xem phía trên á, anh em tua lại một chút đi. Rồi. Hoặc là có một con Satria mà nãy chị bảo em là giá nó là 30 mấy mua anh ta? 35 triệu. Satria nha. Satria là 39 triệu 500. Có một con Satria là 39 triệu 5 với một con Rider nhưng mà lên tem Satria đẹp luôn rồi, giá chỉ có 35 triệu 5 à. Rồi. Tiếp tục em này. Dạ, bên đây. 60 triệu, quên đi 69, biển số 69 nhá. Con dạ, biển 69. Con này cũng là Sigurd FB luôn nè. Dạ. Đó, bình tiếp tục. Ok ok. Ok nhá. Dạ. Em ru luôn các bạn ơi. Máy móc là bao rinh các bạn luôn. Con này mình để bao nhiêu chị? 11.500. Con này mình để bao nhiêu chị? 11.500 nhá. Rồi con này ok chị. Này. 11.500.000 anh em nha. Rồi. Rồi ok tắt đi chị. Tắt đi con này. Giờ chị em qua tới con quay RSX nha anh em. RSX nha, FI 2015.
Con này thì chắc hết bình rồi, con này chắc hết bình rồi, mình để khá lâu rồi. Mua là mình gắn bình đều đầy đủ ha. Gắn bình đầy đủ các bạn. Dạ, con này biển 67L1 50669 anh em ơi. 6669 các bạn. Nó cái này mình bán ra cho 12 triệu nhé. Này có bay luôn rồi đó nha. FI nhá, 2015 bên mâm thân địa nè. Dạ. Rồi bạn nào phía này hỏi xe Grab nè. Đây. Future. Future xe Grab này, con này 2018 nhé. Này là hợp lý luôn á. Con này là đi ít phao xăng mà nó là bền nè các bạn. Anh em mà chạy cho em công nghệ là chạy nhiều nè, chạy nhiều là lựa mấy con tiết kiệm xăng như thế này rất là tốt mà nó con bền đó. Con này là 2018 đó các bạn. Biển Đồng Tháp 48031. Rồi, cái nó con này mình bán nó 21 triệu thôi nhé. 21 triệu anh em nha. Rồi. Máy móc bao rinh cho các bạn hết. Rồi ok chị, 21 triệu đồng. Rồi, giờ con này cho em hỏi chị mà bớt sát giá con này luôn bao nhiêu để anh em mà chạy xe ôm công nghệ lên mua coi. Rồi con này mà lấy thì mình bớt thêm cái 500 ngàn là hết nhé. Dạ là hai. Mà mình mà bớt 500 ngàn là mình không có tặng nhớt được đâu đó. Vì tại là nhớt là cũng hết 170 ngàn. Mình là tặng nhớt là mình tặng nhớt xịn nhá. Nhớt cách trôn cho các bạn đàng hoàng giống vậy là nhớt bậy bạ nhá. Đúng rồi, phải rồi. Gọi là cửa hàng hôm nay là báo một cái giá rất là sát luôn rồi. Để anh em mình dễ tiếp cận nhất. Nên là anh em có thể nếu mà lựa chọn cho mình một con xe ý thì nên tranh thủ lại cửa hàng. Và alo và cho chị cho số điện thoại là 0966385008 anh em rồi, nha. Rồi tiếp tục này bạn nào con đây camera xuống dưới em. Cho xuống cái này đi. Đây rồi. Bạn nào con cái con Rider bình xăng này. Xăng cơ nãy anh em hỏi nè. Xăng cơ nhưng mà cái con này là mình báo luôn là cái bô của nó là bị móc hả chị? Nó đây. Đó. Cái này là bị lủng bô. Hay bị lủng bô hả? Lủng bô rồi. Bình con này Bình Phước 93E1 144 89 nha. Ở 88 nha anh em. Bô nhé các bạn. Quen pha lốc trắng cửa hàng không có bạn ơi. Hết rồi. Dạ. Đó con này lủng bô nhá. Dạ. Con máy này thì đi mạnh nhưng mà lủng bô rồi, con này mình bán ra là 24 triệu. 24 triệu đồng rồi, anh em ơi. Bạn nào lấy mình để cho 23 triệu 500 thôi. Rồi ok chị ha. Rồi, ok ha. Máy móc là riêng không? Máy móc thì nói chung là nó có cạo khói và nói chung mấy cái con này thì từ đó tới bây giờ lâu rồi nè. Nó lâu là rồi phải làm nó chỉ cạo khói hay là mở nắp nồi vệ sinh nồi cho nó có hết nhá. Dạ. Rồi, bên đây là con quay RSX. Quay RSX 2015 nè. Này có FI chưa không ta? Cái này là cũng FI á, nhưng mà là có FI luôn rồi hả ta? FI luôn rồi đó. Dạ, có FI luôn nha anh chị các bạn ơi. Nếu mà trả góp đối với những cái dòng xe mà 40 triệu quay về là không cần trả trước anh em nha. Mà nãy giờ bản thân em thấy ở đây là xe trên 40 ít lắm. Chỉ có SH là nhiều á. Rồi, cho bạn chỉ có SH là nhiều thôi chứ còn nếu máy dạ. Thì đây. Rồi, rồi mình quay cho con này là Suzuki gọi là Revo nhá. Revo. Máy móc thì nói chung là đi rất là êm, bạn nào cần xe đi làm nè. Dạ. Nếu là mấy anh mà đi làm ấy thì nó công nhân làm hồ rồi là ok luôn á. Ok lắm nha các bạn. Dạ. Cái này mình bán ra chứ có 5.500.000 thôi. Có 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu 500 nhá, mình vẫn dạ. Tặng nhiều bảo hiểm cho các bạn luôn nhé. Dạ. Lúc nãy winner là em có quay rồi. Anh em có thể tua video lại tí xíu rồi, giúp em nha. Rồi. Tiếp tục em này là F135 nè. Có đi mất cú nha. Con này có đi mất cú các bạn nè. Dạ. Rồi cái này là có đi kiện cái này vô nè. Bao tay nè. Bao tay với tay thắng luôn các bạn nhé. Cái này thì mình bán ra là 18 triệu nhé. Bình yếu rồi. Bình yếu rồi. Nói chung là mấy con này trong nhà bình yếu nè. Dạ 18 triệu đồng. 18 triệu đồng rồi. Winner V1 thì mình giá bao nhiêu chị báo lại giùm em cái nha. Từ 26 triệu nhé. 26 dạ. Triệu là có xe cho máy móc bao rinh nhé. Ok chị ha, rồi 26 triệu là có xe nha anh em. Rồi, ơi có xe cho các bạn. Sirius FI là bên đây luôn, camera quay lại báo rồi. Lại giùm em hai con này rồi chị. Hai con này là 11.500.000, một con là biển số là 65, còn một con biển số 69, ngoài kia có một con nữa là biển số bao nhiêu? Ngoài kia hình như biển số bao nhiêu đó. Hình như là giá chị để bao nhiêu chị báo giá cho anh em đi. Con này là 11.500.000 nha các bạn. Dạ, Sirius mình có FI, một con Sirius biển số Bình Định nữa nhá, biển 2018 nữa nhưng mà tại đang không có tại cửa hàng nhé. Dạ. Rồi ok. Hay mai có rồi. Ok tiếp tục này. Rồi coi 135 này giá là 18 triệu gì ha. 18 triệu nha các bạn. 18 triệu đồng thôi. Rồi 18 triệu đồng. Qua tới Liberty. Rồi Liberty này bạn nào mà có thích cái dòng mà coi như là Piaggio. Liberty của Piaggio nè. Đó. Mua mới nó cũng 68 đến 70 triệu nhé. Giờ mình bán ra còn có 14.500. Đúng rồi nha, cái dòng này mua mới nó mắc nhưng mà xe cũ là nó rất là rớt giá thảm hại luôn á. Rớt giá thảm hại luôn các bạn. Nên anh em mình mua xe rất là được lợi. Một em thì biển số Hà Nội, con em này biển số Sài Gòn nhá. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Rồi con, tiếp tục. Con đó thì chị để nhiêu chị, con Sài Gòn á? Con Sài Gòn thì cũng 14 năm, con này thì để 14 triệu. Biển số Hà Nội nhưng mà bạn nào rút hồ sơ vẫn được nhá. Được hết nha anh em ơi. Future GT không có nữa, chỉ có một con Future X thôi không chị? Future X 2011 nhá, xe chính chủ nhá, bên mâm thắng địa, máy rinh xe rinh nhá.
Dạ. Rồi con này là Grander nè. Grander. Grander con này là 2015 biển số 61 nhé, máy móc bao rinh nhưng nói chung hơi bụi thôi. Dạ, trong đây hơi bụi chút. Rồi, thôi. Rồi hơi bụi thôi nhé các bạn. Rồi giá mình để nhiêu chị? Con này 19.500. Dạ 19.500.000. Rồi xe này là máy móc bao rinh, xe bao rinh hết đó nhé. Rồi chưa okay, tua chưa dặm chưa tút hết trơn á, vì tại là xe nó đang còn ấy vậy đó. Ở đây có anh Khanh Lê anh hỏi là với giá là 11 triệu rưỡi thì mình có mua trả góp được không chị? Nói chung là tất cả các xe nhà mình đều mua trả góp luôn nhé. Nhưng mà mình nói thiệt là nếu như các bạn mà mua xe trả góp thì các bạn nên mua những cái con mà lớn tiền để... Thứ nhất là nếu mà mình mua trả góp là bắt ngân hàng bắt buộc mình phải sang tên luôn. Đúng rồi. Thì thủ tục sang tên đó thì nó cũng phải tốn các bạn mấy triệu nữa. Chứ giờ các bạn ví dụ mua xe 10 triệu đi, cộng sang tên 20 mấy đến 3 triệu luôn, mất 10 mấy triệu. Thì thay vì mình mua con 20 mấy triệu mình làm của cho các bạn luôn hết. Đúng rồi chị ơi. Đó, làm của luôn là xong là mình trước sau mình cũng trả góp. Ví dụ 6 tháng nè, rồi 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng các bạn thích bao nhiêu có, nhưng mà mình trả góp nha. Dạ. Nếu trả góp bạn nào đăng ký là 18 tháng nhưng mà các bạn 6 tháng các bạn mà có tiền trả luôn á là chỉ có bị phạt 5% trên số tiền gốc còn lại thôi cho các bạn nhé. Dạ rồi, ok là tức chị. Là phía lại phía sau thì nó sẽ được giảm bớt cho các bạn, nó chỉ phạt là 5% trên cái thanh toán trước hợp đồng á. Ờ đó đúng rồi, thanh lý trước hợp đồng cho các bạn, nói chung là rất là dễ luôn. Rồi. Nhưng mà mình muốn kéo dài thời gian để mà hàng tháng mình có tiền chi trả hàng tháng rồi nhé. Nên là mình cứ làm cái... Theo mình thì dưới 10 triệu thì không nên trả góp. Đúng rồi chị là em. Trả góp qua ngân hàng Jack nhé. Ngân hàng Jack thì các bạn như thế này nè. Nếu các bạn qua ngân hàng Jack thì nó cho vay tối đa là 30 triệu. Nhưng mà các bạn phải có này chứng minh nhân dân và bằng lái hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu nhé. Trên 18 tuổi là được vay nhưng mà các bạn phải có là bảo hiểm y tế của công ty đang đóng và... sổ tạm trú là đang còn thời hạn nhé. Là duyệt hồ sơ thì nó cũng nhanh thôi nhưng mà không có thế chấp cái gì hết nhé. Tức là không bắt các bạn sang tên. Rồi không bắt các bạn thì thế chấp cà vẹt nhưng mà nó hơi rắc rối bên cái vụ giấy tờ chút xíu nha. Dạ. Rồi. Đây có mấy anh em hỏi Winner X nè với lại Future nè. Thì giờ nhờ bạn camera mình sẵn đường ra đầu cửa hàng, mình quay lại cho anh em xem luôn nha. Winner X thì bên mình là có một con màu cam đen, đó là nãy chị nói em là chạy được có 729 cây phải không ta? Đúng rồi, 729 cây mà con nói là tháng 3 2021 các bạn nhé. Trời ơi, tháng 3 2021 luôn. Rồi tháng 3 2021. Vậy thì anh em nghĩ đi, mới đây luôn, chưa được một tháng luôn á, tháng 3 2021 là con màu cam đen này kìa mới ra. Biển 68T1 nè, 61021 nè. Đó, con này là mới chạy có được tầm tháng các bạn nhé. Dạ. Một con... tháng mà cái biển số 68 này, con này là mới chạy có 729 km sao á. Đã lắm, 729 cây. Con này là tháng 3 2021 nha các bạn nhé. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đẹp cực. Đó, nhưng mà không khác gì xe mới hết trơn á. Các bạn cứ chạy có mấy trăm km thì không khác gì xe mới luôn. Anh em đang xem camera là mình thấy nghĩ là chắc anh em cũng cảm nhận được xe này quá đẹp luôn nha. Xe giá con này là chị báo lại giùm em nha. Con này 33 triệu nhé. 33 triệu nha anh em. Con này thì không xe mới vì tại nó chạy có là chưa được một tháng nha các bạn. Rồi ok chị. Tức là 33. Mới lấy cà vẹt xong thì giống như là người ta muốn đổi xe khác rồi. Dạ. Rồi còn bên trong mình có một con HRC là con đó là bản Abus 2020 thì giá là 20 triệu, 35 triệu đúng không chị? Con nào em? Con Winner X không á. Con nó là 35 triệu nè. Dạ đúng rồi, con 35 Abus. 33 triệu nhé. Con đen là 33 triệu. Con đen là 33 triệu, màu đen nhám. Rồi, ở ngoài Bắc thì đã góp được không nè chị? Ngoài Bắc nhưng mà bạn cũng phải bạn vô đây bạn ký hợp đồng chứ. Đúng rồi, muốn mua góp thì phải lại cửa hàng, trực tiếp cửa hàng để ngân hàng nó duyệt mới được anh em. Nếu mà bạn đang muốn trả góp thì bạn phải trực tiếp ký giấy tờ các bạn nhé. Chứ ngân hàng là nó làm việc trực tiếp với khách. Dạ rồi. Còn Future X là nãy chị báo là 31 năm đúng không ta? 31.500. Còn bạn nào muốn ký giấy phải lên tới bầu bàn nhé. Dạ. Còn bạn nào muốn rút hồ sơ thì thêm phí nhé. Rồi ok rồi, chị. Xe thì máy móc bao rinh cho các bạn luôn. Rồi đó, giờ lần đầu tiên thì cũng lên tiếp trên kênh Ngô Nguyễn thì bây giờ cũng nhờ chị mình chị đã báo một cái giá rất là sát ok rồi. Còn bây giờ là trước khi kết thúc video á, nhờ chị nói lại những cái thủ tục của cửa hàng mình, ví dụ trả góp thì làm sao để trả góp nè, rồi vận chuyển như thế nào nè, bảo hành hay là địa chỉ cho rõ ràng, số điện thoại rồi chị. Rồi ok nhá. Rồi đây nhà mình xin giới thiệu lại nè, nhà mình là Tính Hải nhá. Nhà mình là cửa hàng xe máy Hải Linh. Địa chỉ nhà mình là 1/5 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại của mình là 0966385008 và số điện thoại là 0937443991. Nhà mình là cách ngã tư Bình Chuẩn 1 km và cách đường cao tốc Tân Vạn. Là Mỹ Phước Tân Vạn á là 500m nha. Nhà mình là đối diện cổng chợ Hai Mỹ nhá, ngay khu sản xuất hàng Mỹ các bạn nhé. Rồi nhà mình là có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Thứ nhất ngân hàng FE, điều kiện là chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái thôi.
nhân dân và hộ khẩu trên 20 tuổi và không nợ xấu nhé. Yeah. Rồi ngân hàng thứ hai nữa là nhà mình ngân hàng Giác nhé. Ngân hàng Giác của mình thì là các bạn gì trên 18 tuổi là có thể góp được, nhưng mà điều kiện các bạn là chỉ cần là chứng minh nhân dân bằng lái và có bảo hiểm y tế của công ty đang đóng và cái sổ tạm trú là đang còn thời hạn nhé, là trên 18 tuổi không thế chấp các bạn nhé. Dạ ok rồi, chị. Không thế chấp và không cần sang tên luôn các bạn nhé. Dạ. Rồi bạn nào mà có thẻ tín dụng thì mình cũng bán qua thẻ tín dụng nhé. Rồi dạ. Còn nếu bạn nào ở xa mà mình muốn muốn mình ship xe thì cứ liên hệ với mình là 0966 385 0008 nhé. Rồi dạ. Mình sẽ trao đổi, hai bên sẽ trao đổi với thương lượng các bạn nhé. Dạ. Đó. Rồi. Góp qua thẻ tín dụng cũng có luôn nha anh. Rồi có luôn. Rồi 150 mà 18-19 rồi thì nãy cũng có quay cho anh em hết rồi. Bây giờ là địa chỉ là em xin nhắc lại. 5, khu phố Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An. Dạ. Rồi bạn nào mà cần địa chỉ cụ thể luôn thì cứ kết bạn Zalo mình gửi định vị các bạn nhé. Dạ. 0966 385 0008. Rồi ok. Hoặc là 0937 443 991 nha anh em. Rồi. Bên phải là cách một cây số đó là ngã tư Bình Chuẩn, còn bên trái là cách ra khoảng 500m là mình ra cái Mỹ Phước Tân Vạn. Dạ, đường Mỹ Phước Tân Vạn nha. Rồi, giờ cũng kết thúc video rồi. Giờ lần đầu tiên lên clip rồi thì chị có chia sẻ với những các bạn trên kênh YouTube Ngô Nguyễn như thế nào để cho mọi người tin tưởng hơn và cảm thấy thích thú hơn khi mà lại cửa hàng của xe máy Hải Linh mình không? Rồi như thế này vậy nè. Lần đầu tiên đến với Ngô Nguyễn, nói chung là mình theo dõi Ngô Nguyễn rất là lâu rồi, nhưng mà mình là mình không có dám lên truyền hình, mình nói thiệt luôn nha, mình rất là ngưỡng mộ Ngô Nguyễn luôn. Ngô Nguyễn là nổi tiếng rất là lâu các bạn à, mình theo dõi rất là lâu rồi, nhưng mà tại là mình lên truyền hình là mình ngại nên là hôm nay mình biết gọi như là phá lệ một lần lên clip với các bạn nha. Còn nếu mà bạn nào mà đến cửa hàng như mình nè, xe nào mà rinh á thì mình bao các bạn rinh nhé, mình bao thợ bao thuyền luôn, tức là mình bao chạy vé cho các bạn luôn nhé. Rồi bạn nào mà ví dụ như không tin tưởng cửa hàng thì có thể là đưa thợ thuyền tới mình cho chạy thử thoải mái. Bạn thấy là không ưng ý tặng các bạn một bên nhớ nè. Rồi tặng các bạn cái bảo hiểm 1 năm cho các bạn nhé. Rồi còn máy móc thì ví dụ như con nào rinh là mình báo rinh, con nào mà ví dụ như là có móc bô thì mình báo móc bô đó. Chứ còn là nhà mình là không có thợ, không có thuyền trong nhà, chỉ có là nói chung là chỉ có mình ở nhà thôi, thì ông xã nhà mình đưa xe về cho mình bán thôi nhé. Rồi okay. Chúc cả nhà nhé một ngày đầu tuần. Rồi hôm nay là cũng là ngày mùng 1 luôn, một ngày một tháng thật nhiều may mắn này, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc mà rồi thành công trong cuộc sống nhá. Rồi tao tạm biệt và hẹn gặp lại nhá. Thôi Ngô Nguyễn xin chân thành cảm ơn tất cả bạn cô chú anh chị đã quan tâm giờ hết clip Ngô Nguyễn hôm nay thực hiện tại cửa hàng xe máy Hải Linh và gặp chị chủ cực kỳ xinh đẹp và báo những cái dòng xe cũng đẹp, rất là đẹp luôn, và hiện trạng như thế nào là chị đã nói rất là rõ. Hiện tại thì mình cũng nói thật với anh em là trong cái clip này, trong cửa hàng này mình thì rất là nhiều con luôn, nên là cái niềm tin anh em đặt thì cũng ok nha. Mình chỉ nói như vậy để anh em hiểu thôi. Còn bây giờ là Ngô Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bây giờ là Ngô Nguyễn và chị Hải chủ cửa hàng xe máy Hải Linh xin chào lại các bạn cô chú anh chị video lần sau nha. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhá. Nhớ đăng ký kênh cho Ngô Nguyễn nha. Dạ.